Lại là siêu phẩm mới về anh em ơi. Nguyên cái cục gỗ hóa thạch tự nhiên, nguyên zin nguyên sinh, chưa đụng dao kéo, hàng tự nhiên luôn. Đấy, anh em vừa mới đào được. Mình lửa chưa thay. Siêu phẩm. Đấy, đến như vậy. Chất chơi rơi. Đấy, bác nào quan tâm thì hãy liên hệ tiếp giúp em qua số thẳng là Zalo 0935601159 nhá. Đấy, nguyên cái cục gỗ hóa thạch hàng tự nhiên nhá. Em gọi kêu keng keng. Đấy, đừng có hấm búa luôn. Đây của chị ơi. Đấy, khổ như vậy để kéo chị báo lại em gỗ vào gỗ không nhá. Đây là đá nhá, gỗ đá nhá, gỗ hóa đá nhá, hàng trăm triệu năm tuổi. Đấy, nặng gần 7 ký. Nặng gần 7 ký nhá. Cao thì có 60. Số 10 nha cô chị. Nguyên cái cục cụ hóa thạch tự nhiên, hàng nguyên zin nguyên sinh, cho quý chị là sưu tầm hàng bốc măng lên chị ạ, như một thanh đao của vô tầng. Đấy, siêu VIP dành cho quý chị nào thích chơi hàng tự nhiên nhé. Quý chị nào muốn sưu tầm, muốn sở hữu thì hãy liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại và Zalo nhé, 0903 56015, để cô có cái mặt. Đấy, em chưa có mua cái số điện thoại đây nhé. Đấy, ngoài ra là đều là giả mạo nhé. Đấy, em chỉ có mỗi số điện thoại là 0903 56015. Đấy, để quý chị nào quan tâm hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo em để dưới góc màn hình nhé, hoặc dưới phần bình luận và mô tả. Đấy, ngoài ra là số khác là giả mạo nhé. Đấy, quý chị nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em để muốn sở hữu được cây của thạch hàng tự nhiên siêu đẹp, lũa nhé, hàng chưa tự nhiên thôi. Đấy, cái cây lũa hóa thạch chị ạ, siêu đẹp luôn chị nhé. Đấy, nguyên khối quá đẹp, nguyên cái rễ cây, chột cây ấy quý chị ạ, nguyên chột cây luôn. Đó, quá đẹp chị ơi. Đó, chụp vài tấm xem đẹp không. Rồi, ok, quý chị đã quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em nhá. Rồi mình sẽ kết thúc video từ đây nhá, cũng muộn rồi. Cảm ơn tất cả các bạn quý chị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn quý chị trong video lần sau.